Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, hiện nay trên nhiều vùng biển đang có mưa sông kèm theo gió mạnh và sóng lớn, ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền trên biển. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, ở khu vực Vịnh Bắc Bộ, Bắc Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Vịnh Thái Lan, sẽ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông thì có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, cấp 7, cấp 8. Ngoài ra, ở vùng biển từ Bình Định đến Bình Thuận, vùng biển phía Tây của khu vực giữa Biển Đông, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 cho tới 3 mét, biển động. Không chỉ trên vùng biển mà trên đất liền, trong 2 ngày tới ở miền Bắc sẽ tiếp tục có mưa dông, với lượng mưa tại khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến từ 40 đến 120mm và cục bộ có nơi trên 250mm. Còn tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, lượng mưa sẽ là từ 20 đến 50mm và có nơi trên 100mm. Do mưa lớn kéo dài nhiều ngày nên nền đất đá đã ngập no nước, dẫn đến nguy cơ cao xảy ra tình trạng sạt lở, sụt lún và ngập úng tại các khu vực, nhất là khu vực vùng đồi núi. Chính vì vậy mà quý vị cần chủ động các phương án di rời đến nơi tránh trú an toàn để tránh những trường hợp nguy hiểm có thể xảy ra. Người dân ở các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An cũng như ở Tây Nguyên và Nam Bộ cũng cần đề phòng với các hiện tượng cực đoan như là lốc, sét và gió giật mạnh, bởi trong đêm nay cũng có khả năng xuất hiện mưa dông bất chợt tại các khu vực trên, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm và có nơi trên 50mm. Dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai cụ thể như thế nào sẽ có trong phần tiếp theo của bản tin. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 27 đến 31 độ, độ ẩm 65 đến 75%. Khu vực trung du và vùng núi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 25 đến 32 độ, độ ẩm 70 đến 80%. Khu vực thành phố Vinh, đêm và chiều tối có lúc có mưa, mưa rào và có thể có dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 27 đến 31 độ, độ ẩm 65 đến 70%. Khu vực Cửa Lò và đảo Ngư, đêm và chiều tối có lúc có mưa, mưa rào và có thể có dông, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 27 đến 30 độ, độ ẩm 70 đến 75%. Thông tin thời tiết các khu vực trong cả nước sẽ kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn các nhãn hàng TH Tramil, Bắc Á Banh và nước uống thiên nhiên Imizu đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.